Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông xe khách thảm khốc là nỗi kinh hoàng của các hành khách. Một trong những nguyên nhân chủ quan thường là do xe khách kém chất lượng và nhồi nhét hành khách, chở vượt quá số ghế quy định, quá tải. Nhưng nhà xe thành công chạy tuyến La Tiến tới bến xe Giáp Bát lại chưa coi trọng đến vấn đề này. Ghi nhận của phóng viên trên chuyến xe của nhà xe thành công, biển kiểm soát 89B 00011 Xuất phát từ bến xe Gia Bát chiều ngày 26 tháng 10 năm 2019. Là xe 45 chỗ, khi đi được khoảng 10 km thì số khách đã đủ. Tuy nhiên, dọc đường xe liên tục dừng để đón thêm khách. Rất nhiều hành khách phải đứng hoặc ngồi ghế nhựa do nhà xe trang bị sẵn. Tương tự như vậy, vào 15 giờ 10 phút ngày 27 tháng 10, khi xe khách mang biển kiểm soát 89B 00014 cũng của nhà xe Thành Công từ La Tiến đến bến xe khách Hương Yên để tiếp tục đón khách. Lúc này, khách trên xe đã chật cứng. Vẫn là cảnh tượng người đứng, người ngồi, thậm chí nhiều hành khách phàn nàn thì nhà xe giải thích mỗi ghế trên xe có thể ngồi 3 người. Theo quan sát của phóng viên, trong hai chuyến xe trên, dù xe chỉ cho phép chở 45 người nhưng xe đã chở hơn 60 hành khách. Do thường xuyên dừng đỗ bắt khách dọc đường, nhiều nhất chở quá số ghế quy định, vi phạm luật giao thông và tiêm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông gây hoang mang đối với hành khách khi di chuyển trên xe. Trước sự việc trên, đề nghị các ngành chức năng phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh, thanh tra giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, có biện pháp xử lý nghiêm đối với những vi phạm này nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách. Khoản 2 điều 23, Nghị định 46-2016 NDCP quy định phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện, nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 40 triệu đồng. Đối với người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người, trừ xe buýt, thực hiện hành vi vi phạm, chở quá từ 2 người trở lên trên xe đến 9 chỗ ngồi, chở quá từ 3 người trở lên trên xe 10 chỗ đến xe 15 chỗ, chở quá 4 người trở lên trên xe 16 chỗ đến xe 30 chỗ, chở quá từ 5 người trở lên trên xe trên 30 chỗ. Ngoài ra các trường hợp vi phạm sẽ bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Trường hợp vượt trên 50% đến 100% số người quy định được phép chở của phương tiện bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 tháng đến 5 tháng. Trường hợp vượt trên 100% số người quy định được phép chở của phương tiện chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về việc xử lý của lực lượng chức năng và trách nhiệm của nhà xe trong các bản tin tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi